Giờ đi đẩy lẻ, tao nói thật luôn, Doran đấm mồm Chen Lun, tin bố Chen Lun thằng đờ bờ rẻ rách thôi. A few moments later. Tôi bảo rồi mà. Là sao ba? Đúng quá, đéo hiểu. Đéo hiểu kiểu gì, sao cái IRE đồ như này có thể solo thua được. Nếu như bạn có nhu cầu mua PC, linh kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay Given nhé. Đó là bắt đầu thấy khó thở rồi, đường giữa một tiếng quét tàn kiếu thành công và đó là mạng dành cho Syndra băng trụ khu đường dưới với Amumu. Một cú móc đã được dùng, stun được dùng, đó là một tiếng tốc biến đi đến từ Amumu. Đẹp, đẹp có mạng hạ gục rồi. Ezreal bị băng trụ chết, Pai coi chừng nha. Một cú TP, đó là tiếng quang giải băng rất tốt đến từ Amumu và đó là hai mạng rồi. TP đến từ Syndra, TP đến từ Sylas luôn, Sylas có một cú E2 chuẩn xác. Lilia đang đến với tiếng quang E chuẩn chỉ vào người của Kalin và Kalin yếu máu nhưng quy trượt đến từ Lilia. Double TP đến từ hai người chơi đứng trên, mạng đã có thành cho Kama rồi, Kama cũng đi luôn, Kalin đổi mạng cùng với đường giữa đối phương. Doran đáp xuống với tình huống E trượt, tốc biến đông quy, đó là mạng dành cho Lilia với cú quạt phi cực thốn nhưng mà Doran hết sát thương rồi. Đánh hạt thông xuống ganh nào, Dep chạy Dep ơi, Dep còn heal và Kama có một cú RQ slow được hai người. Dep quăng quy khiến Ezreal hơi yếu máu, thiêu đốt trước đến từ Kama luôn cho nó chắc. Pai làm choáng đúng, đó là một cú RQ cực thốn đến từ Ezreal, hồi máu lại đến từ Dep và đó là một mạng. Tìm kiếm cú double kill đến từ vị trí của Dep ở khu đường dưới này. Syndra đi xuống, Dep quăng Q nhắm vào Ezreal nhưng Q2 trượt. Đó là mạng double kill dành cho Ezreal team 2. Amumu xuất hiện, tốc biến lên, đó là một tiếng giữ chân tốt đến từ vị trí của Kama. Chiều cuối hai người và double kill có cho Amumu. Trụ bắn sát thương chưa đủ đến từ Lilia, quăng thêm một cái E trượt, E trúng chắc là đủ đam. Tốc biến lên Q trúng 3 thằng luôn. Bật chiều cuối cho Kama giữ chân đối phương lại để tạo tiền đề cho cú boomerang 2 lần. Kama ăn mạng, hai mùa vẫn được giữ. Còn Lucian ra mid mất flash rồi còn chui lên top nữa. Ôi rồi bạn ơi. Úi trời ơi. Mượt thật sự. Phải chúa hề, phải háng vương. Amumu không flash đâu ơi. Lấp trượt rồi, Amumu tanh khá cứng nhưng mà vẫn chết. Amumu tính làm gì vậy ông? Ơ à, kìa. Đi top mà kéo cả sub cả top. Cái gì đấy? Thế là không hiểu ý nhau rồi, thế là dở rồi. Yre bắt đầu đâm kiếm với vô danh. Nó là vô danh sớm anh em à. Ba lên chiêu cuối mạng kéo. Một mạng. Móc chúng là mạng thứ hai nhá. Móc tạm con này chiêu cuối vào. Hay rồi. Em đi gỡ mạng rồi. Ây à. Game này căng thật đấy anh em à, giống y chang game trước luôn. Siêu căng luôn, Ezreal vừa E lên rồi mất flash, mất heal, thậm chí không heal được. Dep sử dụng cung phong linh tiếp cận và hạ gục xạ thủ đối phương rồi. Bùng nổ sức mạnh không đủ đam, Pai đến vét mạng tốt bạn ơi, E chạy hợp lý, móc trúng vào. Bớt sát thương thêm chiêu cuối lần 2, ui, bị outplay rồi, ngủ rồi. Vẫn có tiền bonus nha các bạn, hợp lý luôn rồi đấy. À, mùa đến quá là trễ đi. Bắt được rồi, lần này thì đó là chiêu cuối tốt đến từ Amumu. Một mạng có nhẹ luôn, Ezreal hơi mỏng. Amumu tăng tốc di chuyển đến khu vực cánh trên. Phát hiện ra vị trí Doran nhưng Quang Quy có trúng hay không đây. Quang Quy thậm chí không trúng cả lính nữa cơ, stun trượt luôn. Tất cả kỹ năng đều trượt, trừng phạt thì không trượt được. Đi theo khóc, ôm E tới chết. Đường giữa Dep bị đi bụi rồi, Dep bị đi bụi xong tình huống chiêu cuối đến từ vị trí của Lilia. Bên này thì Doran cũng chết. Đường dưới Ezreal solo với Chenlun, Chenlun ăn trụ trước người sau. Trụ trước người sau, đúng rồi, đó là trụ trước cho Lucian và người sau cho Ezreal. Amumu vẫn có một tình huống quy chuẩn xác vào người của Syndra. Syndra là lấy Doran đây. Giết hộ Amumu này luôn. Móc tốt, chiều cuối sát thương đã đủ, sát thương chuẩn thì Amumu chịu không nổi, Lilia cũng đang yếu máu. Lilia quăng sát thương trượt tùm lum tà la hết, móc chúng là có thể R,
Có thể RM hack tiến tiếp đép đến vét mạ, nhưng mà đó là từ KS đến từ Salad. Doran tìm được đép rồi này. R flat rất nhanh đến từ vị trí của Doran, móc trượt ở đâm Q thì không trượt được, làm choáng cũng không trượt luôn. Ui rồi ôi. Mẫu bực chưa. Coi chừng chết cả hai thằng á. Abu Mu này hơi quái vật. SGE thấy là mất điểm rồi nhá. Abu Mu chiều cuối hai người nhưng hơi ít sát thương thì phải. Nó đi bộ theo đó, E chết AD luôn kìa. Chen luôn đến hỗ trợ thêm sát thương. Xin ra đánh hạt thông nổ quét tan kỳ yếu. Rất rộng tầm quét tan kỳ yếu với tình huống đặt bi trước đó bằng chiêu cuối bùng nổ sức mạnh. Thích thì va chạm trực diện luôn ấy. Ôi, tung chiêu cuối đâm quy theo chứ làm sao. Một tướng quét tàn kiếu, tốc biến bùng nổ sức mạnh sắp tới không đủ. Thanh trừng tung ra và đây là Shinra hơi yếu rồi. Shinra đã đi mạng dành cho Chen Lu 17. Tiếp tục quẩy với khúc du từng thảm nhiều người. Chiêu cuối đến từ Pai bị đép outplay và nó là lớp khiên quá lớn. Tiếp tục chiêu cuối đến từ Syrat, ép tốc biến đến từ Ezreal. Doran đang quẩy. Doran gồng đấp lên câu kéo thời gian cho Ezreal gây đam. Doran đâm vào phía sau ép tốc biến hàng loạt. Mạng đã có cho Ezreal rồi, Doran làm hết các bạn ơi. Lại nói gì nữa đi. Né E2 tốc biến đấp vào, sau đó bị đâm Q chết bởi vị trí của Doran. Chết chắc rồi, còn gì nữa, Ezreal đánh tay Q cái nữa. K3 búp nhiều ra vậy. Nói cái gì đi, ai nói cái gì đi. Đấy, tôi bảo rồi, cái kèo này nó là như thế, anh em hiểu không? Doran đấm mồm lấy flash luôn cả, đứng trên đối phương các bạn còn muốn nói cái gì nữa. Khúc du rực thảm hai người và đó là tiền đề quá tốt để Pai có thể lượm mạng. Ezreal băng lên với một tình huống dầu sát thương và đó là tình huống Pai vẫn còn chiêu cuối. Tiếp tục băng lên đi ông. Kéo trúng rồi. Ui, Doran bảo là cân 2. Cân 3 thì hơi quá nhưng mà Doran nói là cân 2 thì được. Tầm hai thằng lên Doran đấm hết. Đánh gạt thông nổ thứ hai đẩy chiêu cuối luôn này. Đấy, là thấy chưa? Doran làm choáng trượt đâm quy và đẩy R đánh tay tới chết vị trí của Chen Lu 17. Đó, tôi bảo mà. TP đến từ Syndra bọc đầu bùng nổ sức mạnh. Quét tan kỳ yếu chỉ là hất tung đến từ vị trí của Syndra thôi. Dep vẫn có thể có quay hút máu ngược lại nhờ được lính này. Hút máu đến từ Dep là hơi ít các bạn ơi, chỉ số hút máu của Dep là hơi ít. Pai vòng ra với tình huống móc chuẩn chỉ đánh tay thiêu đốt chiêu cuối dứt điểm. Còn cú chiêu cuối lần 2 đây này, Dep bắn khá tốt rồi đó, tình huống gây sát thương tương đối nhiều vào người của Pai, nhưng góc này là 1v4 hơi khó dành cho Dep rồi. Cố gắng dãy dụa xử lý nhưng không được. Một tình huống quạt quy và ngủ luôn đến từ Lilia, bấm đồng hồ câu giờ, team ăn mạng đơn giản, đó là cú quy ăn mạng đến từ Ezreal, bị trụ bắn hơi nhiều Ezreal ơi. Ezreal vẫn di chuyển khoảng qua và đó là một cú double kill. Pha băng vào đến từ Amumu có vẻ là hơi sâu, cú R flat đến từ Amumu trúng hai người, trúng cả Doran lẫn Syndra và đó là tình huống băng lên đến từ vị trí của Sylas, bị bùng nổ sức mạnh, bấm đồng hồ ở một máu vẫn kịp quy giết Ezreal trước khi chết. Nhưng sau đó thì bị báo oan bởi vị trí của Syndra. 3-1, Ezreal chết nhưng vẫn còn đó lượng sát thương đến từ Doran các bạn ơi. Doran vẫn còn rất nhiều sát thương ở đây, Doran vẫn thực sự muốn kiếm kill. Đâm quy liên tục thách thức xạ thủ của HLE lúc này. Tốc biến móc làm choáng trượt nhưng Doran vẫn đâm quy và đánh tay được, Dep đã chết. Top lane thế rồi, là như thế đây anh em, double kill này Doran. Hợp lý chưa, quét sạch chưa, end game chưa, GG chưa, đánh thế ổn chưa, đánh một team địch xe đép luôn mà.